Xin chào quý thầy cô, trong video này chúng tôi sẽ hướng dẫn thầy cô cách đăng ký một tài khoản quản lý trường. Thầy cô lưu ý là mỗi trường sẽ chỉ được đăng ký duy nhất một tài khoản thôi. Do đó, nếu trường thầy cô đã có tài khoản quản lý rồi mà quên thì thầy cô hãy liên hệ OLM để được cấp lại chứ không đăng ký mới nhé. Trước hết, chúng ta cùng xem tài khoản quản lý trường thì có những chức năng gì. Giống như tài khoản thường thì tài khoản quản lý trường cũng sử dụng được để xem các video bài giảng, bài luyện tập, đề thi, vân vân, nói chung là các học liệu sẵn có ở trên OLM. Còn một số chức năng chỉ tài khoản quản lý trường mới thực hiện được, đó là tạo nhóm giáo viên, thêm các tài khoản giáo viên, tạo lớp học, thêm các tài khoản học sinh, phân quyền giáo viên vào quản lý các lớp học, tổ chức dạy học, thi trực tuyến toàn trường. Và tài khoản quản lý trường thì có thể xem thống kê, báo cáo kết quả dạy và học của giáo viên và học sinh. Để đăng ký một tài khoản quản lý trường thì việc đầu tiên thầy cô hãy truy cập olm.vn. Ở góc trên bên phải, thầy cô nhấn chữ đăng ký màu xanh nước biển. Nhập tên trường. Tên đăng nhập. Mật khẩu và email của trường hoặc số điện thoại liên hệ. Sau đó nhập mã xác minh và nhấn đăng ký. Tài khoản vừa đăng ký thành công là một tài khoản bình thường. Bước tiếp theo, thầy cô cần truy cập địa chỉ olm.vn/dk-quản-lý-trường. Thầy cô nhớ nhập đúng từng chữ nhé. Sau khi nhấn Enter thì cửa sổ đăng ký hiển thị ra. Thầy cô nhập lại thông tin liên lạc, bao gồm có số điện thoại và email của trường mình. Sau đó chọn đúng địa chỉ của trường, bao gồm tỉnh, thành phố, quận, huyện và tìm đúng tên trường. Cuối cùng nhấn nút đăng ký. Như vậy, thầy cô đã hoàn thành việc đăng ký một tài khoản quản lý trường rồi. Trong tài khoản quản lý này, thầy cô có thể tạo ra các nhóm giáo viên, khối lớp, thêm tài khoản giáo viên, học sinh, vân vân. Hướng dẫn chi tiết về từng chức năng này, thầy cô hãy xem ở những video tiếp theo nhé. Như vậy, chỉ với vài thao tác đơn giản, thầy cô đã có thể đăng ký cho trường mình một tài khoản quản lý và bắt đầu việc dạy, học, thi cử hoàn toàn miễn phí ở trên OLM rồi. Để được tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc trong quá trình sử dụng, thầy cô hãy liên hệ các số điện thoại sau nhé. Chúc quý thầy cô thực hiện thành công!